Thôi đủ, con cá lóc. Chết luôn rồi. Ôi cá lóc đã không? Con cá lóc với con tôm phải không? Bắt được rồi, nước cạn rồi đó. Hồi nữa nó mới dồn lại được chứ. Xuống. Mình đi chân không xuống rồi. Đi chân không xuống. Bỏ dép. Đâu con tôm đâu rồi? Xuống bắt mình. Đâu có gì đâu sợ đâu. Để giúp ba đi, ba con. Tôm bự đâu, tôm bự đâu? Ờ cái này cái càng nó bị rụng. Ồ hai cái càng. Chết luôn à. Chết bà. Ủa con quỷ đâu ta? Quỷ đi hút tóc. Không à, không có hiểu gì vậy? Bù bù. Bà bù. Bà bông lớn kìa. Bông chi? Bông đây đó kìa. Trời ơi, quá trời luôn. Bắt đi mình. Không bắt trời. Hả? Giận, cái gầm mình đi. Ồ, ở đây có nè. Ồ, đốm kia, đốm kia. Tôm rồi Minh, tôm rồi Minh, tôm rồi. Minh, bỏ vô con. Nè. Tôm dữ. Có cái lòng tôm bắt luôn. Ê, cái cá lóc kìa. Cá lóc. Ở đó. Ơi, chết chắc. Ôi, Minh, bỏ đồ. Tôm chảy hết. Rồi. Ơi, trời ơi cá bự kìa. Mình không dám có phi, mình dám có ăn tôm. Bỏ ăn tôm hồng đi con, đi lát nó nhảy ra. Bỏ vô đây. Bỏ vô thùng đi. Con tôm đó kìa. Đâu con tôm ơi. Con tôm lên. Trời ơi. Hồi bắt cá lóc chụp đưa lên nha. Ủa cá lòng tông mà xình. Ồ, con tôm bự kìa. Bỏ thùng đi. Ốc ăn được không? Không. Giúp bà. Ủa gì nước tôm rồi hả? Tôm đâu mình? Di xuống nè, ơi, cá phi kìa. Gì Minh? Không nha. Sợ gì đâu. Đi Di kìa, Di xuống rồi đó. Di mũm mỉm vậy đó. Cái dính trên đại đi con. Đó cá là gì? Ừ. Bắt. Nè, tùm lóng nhóc nè. Bắt gì? Bắt gì? Bắt hai tay gì? Ba vòng con ba đi con. Ừ, bắt đi. Trời ơi. Cái bài với gì? Con cá gì? Ờ, đốm kìa, ơi, hai con luôn. Ê, qua bên đây bắt được nè, bên đây nhiều nè. Bắt cá là nhanh, Minh bắt cá gì cả. Đưa cái rổ, nửa rổ. Nửa thao Vi đi. Lấy cái gì đựng cá lòng tông đi. Quá trời tôm luôn. À dính mẹ chú mừng nhé. Chạy nó dính hồi ấy. Hồi dắt. Rồi. Thêm con thử đây. Ê mẹ hết hồn. Con Vi thay vô rõ luôn rồi. Chạy nó mình ơi. Chạy mình. Làm gì? Cái gì này à, hai cá là ngon cái gì không biết gì. Bắt gì bắt giỏi ghê đựng cá kìa. Bụng vắt vô mắt rồi. Chạy đi.
Đừng chơi, đừng chơi. Cậy Vy không xuống bắt à? Nó bắt mấy con tôm là đủ vô tiền ăn rồi đó. Hả? Để đi. Đúng không? Lạnh xuống. Vô mẹ lẹ đi. À! Vô mẹ lẹ đi, đi hết nước rồi. Cái hai này, hai này lợi dừng mát đứng đi con. Lợi mát bắt đi. Lợi mát thì nắng quá vậy hả? Ủa trong cái đầm nước còn. Không sợ lắm. Trong đây còn không ta? Khúc đó để hồi mấy ổng tàn. Nè con. Đây con. Vô. Con đang bắt cá. Bắt cái gì? Lấy con cá. Nghi không bắt à? Có phi mũi vậy? Quay cái phi mà vô. Quay làm vậy ta? Dạ. Đi thù hả? Ừ. Ê, cá. Có gì? Hả? Cái phi, cái phi, cái phi. Ông này lấy bộ chứ. Chứ không? Ồ, cái phi mũi vậy? Ơi. Lắp mũi cho nó bắt sình đi. Nhúng nhúng cho nó bắt sình đi. Chắc lấy cái thùng á, đựng nước vô á. Thùng đựng cá rồi đó, bắt mẹ kìa. Đúng rồi. Đem cửa. Đem cửa. Trời ơi, rửa cho bác sình đi. Chiên xù không? Con chua không ăn nữa. Ôi, con tôm nè, con tôm nó nằm không ai bắt nè. Ừ, bán tôm không? Con tôm chứ nữa. Tôm, tôm. Ô, cá kìa. Bỏ vô, rồi quay cái này đâu, đây bán tôm không? Ông không, nãy giờ ông bắt không được cái gì hết trơn trời. Lặn bắt cái lớp này luôn á. Con tôm kìa anh Phong. Kìa. Ông hết đi đường đi. Đó. Trời ơi, con tôm nó muốn chết luôn rồi. Nó ngập. Dễ gì hết chết. Kìa con tôm nó kìa Phong, Phong, Phong. Ờ, tôm, tôm, tôm. Tôm heo. Gì, cái gì? Cái chảy à. Cái chảy à. Cái chảy à. Ồ, cái phi. Cái phi. Nấu mấy cá lồng tông vô để hồi rớt ra ngoài mình. Bắt mấy cá lồng tông bỏ vô đi. Ủa rồi mấy cá lóc đâu? Lúc bơm thấy mấy cái lóc phải không? Ủa trời ơi, giờ cái nào qua đây rồi? Kìa chỗ đó con tôm hay gì kìa? Ủa tôm cũng nhiều hả? Bỏ vô nước mấy nó. Bỏ nước ngon lành. Bỏ vô cái thùng mà bỏ nước vô cho nó mới sống được Hồng ơi. Đâu con nữa? Chống. 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 Lấy đây rồi. Ừ, mình bắt được cá kìa. Lấy cái tôm tổng cộng đi cho nó sống đi. Bỏ thao. Nó nhảy ra kìa. Trời ơi, được nhiêu rồi? Con cá gì nhảy ra? Cái phi, cái phi cái lòng tôm nè. Cái lòng tôm mày phái nè. Tôm nữa nữa, mấy con tôm chắc phải ấy để nó chết. Để đem vô tổng lòng tôm cái. Cá phi bự dữ vậy. Lấy cái gì vậy ông? Cái gì? Ê, lấy xuống đi. Đại xuống đi, lên ra đi. Mày chết rồi ơi. Đi xong xuống. Nó đâu có chết, nó ngộp. Nó ấm vi xuống anh con. Đâu? Chạy đi. Chú đại con. Giờ cái mặt đầm mà giờ này. Dạ, dạ, dạ. Ôm hộp. Thôi giờ đó mà. Mày đâu rồi mày? Mày chết rồi mày. Vô lấy cái đầm của mình kìa. Giống vậy á, bận không? Vô hai đồ khác. Trong cái ly mà hai có đầm giống vậy, màu đen đen á. Ủa anh Phong bên đây không có hả nào? Bắt ơn sao? Hả? Ơn sao? Mấy cái nhỏ không bắt được. Mấy cái nhỏ không thấy mà không bắt được. Dưới đi bắt nè. Rồi Nhi xuống luôn kìa. Cá nào? Con cá mini. Ừ, con cá siêu mini. Dạ. Hình như nó dễ được. Thả xuống hai con đó hả? Bốn con 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 hả?
Mấy đứa nhỏ nhỏ bắt á, mấy con cá lồng tâm nhỏ nhỏ đó. My đâu rồi? Đi gỗ vớt mới được. Cái hồn đổ vô cái bắt vô nhảy ra nhảy là không. Không có rồi. Không rồi. Đồng cá rồi, mà chắc đâu tiêu rồi. Mình vớt lên á. Vớt lên nè. Vớt đại xuống rồi hớt lên có hả? Vậy đó. Ờ. Đó, không có chúng con này đó. Kìa trước có con cá bự kìa. Đâu? Cá bự ở đâu? Đó, xe đít gì kìa. Đó đó, gì gì gì. Đó trước mặt con kìa. Ừ thấy nó con vớt lên. Nhảy nhảy nhảy. Vớt ẻ. Đó 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 mấy cái đầu nhúc nhích là bắt cá. Bắt cá. Bắt cá luôn. Bắt cá luôn. Xin không hề bắt. Ừ vậy đó mới bắt được. Nhảy nhảy. Bắt cá mở rờ rờ. Trời ơi vậy nó không. Một con, cá. Ôi. Ông Phi đúng không? Con này lên chắc mấy ký sao bông á. Mình trợ giúp con á. Mình giúp trợ giúp mình giúp như đây còn con Duy là giúp từ luôn, Duy là giúp từ luôn. Em là người giúp nhiều nhất rồi. Đi ông số hả? Ông Duy bệnh đó, con hoàn cho dữ. Đi ông số đi. Dạ, đợi đi. Chị My đâu? My không xuống hả? Ủa không có đem cái thùng lỏng vào đâu cả. Bảy giờ đẩy thôi xuống dưới bơm cái. Chạy xuống dưới bắt. Thấy chưa? Ơi. Con thấy con mà con thấy. Con thấy bồ kệ con. Ở xanh dính rồi. À yeah. Con thấy. Vớt rồi. Vớt là Minh. Nè. Thấy nó con vớt rồi. Ừ đúng rồi. Ừ hay ta. Chập xuống đi, chập xuống bắt cá mà bắt bà rờ rờ không ạ. Trời ơi. Vô mới bỏ cái miệng. Cái miệng nó xình kìa. Ê, Nhi làm gì nè Nhi? Làm cái mũi. Tiếc con vô lấy cái thùng đó. Đi băng ngay cái chỗ ở đường sau nó gần. Nó kêu. Vớt lại Minh. Nè. Thấy cái con nào nó quằn quằn á con vớt lên. Nè Minh. Nè. Nó cởi đồ ra thấy mỏng mỉa cưng ha. Kéo ùn. Lá con còn cái lóc trong đó đó. Con cá này bự nha. Muốn đem cái thùng vô tổng luôn hả? Rớt Minh. Trời ơi, sống rồi. Nó còn nè. Hỏi đi. Hai con luôn. Ừ. Bắt cá là dập hai tay vào. Bắt tôi nè. Mình bấm. Là nhưng bắt.
Nó rợ. 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 Thùng tẩm luôn kia bạn. Để đem ra kìa. Ờ Vi ra kìa, Minh Mi xuống bắt kìa. Trời ơi. Con này xíu hả? Nó xíu hả? Đúng rồi. Ôi gì được luôn kìa. Cầm đi, cầm lại Minh. Cầm đi. Vi xuống Vi. Dâm ba mấy này. Dâm ba xuống đi, dâm ba mà. Dâm ba. Trời ơi. Minh xuống cho em xuống kìa. Minh xuống kìa. Vi nó muốn xuống kìa. Xuống Vi. Xuống Vi. Xuống Đại Vi. Đi. Đi Vi. Đi xuống là tiếp xuống kìa. Đi. Đi xuống hả? Vi. Thành viên mới xuống hả? Vi xuống luôn hả? Vi Vi nó bắt cá vậy là không? Nó rờ 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 đuôi. Rồi, mình bực cá bự luôn. Bắt được cá lóc chưa? Chưa. Chưa được không? Má còn cá lóc rồi đó. Sửa đẩy con nha. Giờ hoài hả? Đi đẩy có 3 con rồi đại ca. Không ít con hả? Lại hả? Mày săn mấy đứa dưới được. Cá bự nha. Mày thả nó. Tôi thả 2 con. Bên có 1 con cá nữa nè. Mình đổi bên đi. Ừ. Cái này gì trời? Ở dưới đây quá trời cá lồng tâm luôn nè, có con tôm kìa. Từ từ lộ đây xuống. Ủa còn cái khúc nước bên kia kìa. Ôi lồng tâm quá trời. Nè nó đi bắt nè. Minh. Có con con cá lồng tâm bự kìa anh, không có chuyện nó chết phải không? Cái gì nằm cái gì nè? Ừ. Ủa chỗ này xanh. Quá đi quá trời cá nè. Xuống đây mấy đứa nhỏ xuống đây. Ờ quá trời luôn. Trên bà con rồi Minh. Tiếp. Nè, kế cho vừa đó. Ừ. Bắt hai tay. Trời ơi. Đi. Trời. Bắt hai tay. Qua kia đi, qua kia đi. Qua đây bắt cái con tôm nè. Quá trời kia. Có con tôm nó nhảy qua kia kìa. Giỡn đi. Trời ơi, lớn rồi. Lớn 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 lớn. Con bự quá à. Còn thấy từ đấy ba chạy nước á. Bỏ thùng cũng được. Cầm theo mà rớt. Mình kìa, mình nó nhảy mình đó. Kìa, đứng lên tôi chỉ cho. Con tôm kìa, con tôm kìa. Quá trời. Nó trắng trắng luôn. Đó này nè nè nè. Hai con luôn nè. Hai con tôm luôn hả? Ờ. Tôm bút lẻ luôn. Bắt đi. Bỏ vô thùng đi tiếp. Coi nữa. Kìa có con cá lồng tâm không em? À, bỏ vô thùng cá luôn rồi. Ừ, cá này cá lâu lắm rồi. Dì không bắt mà Dì cứ làm gì. Có được cá không bà? Đây đây đây. Trời ơi, không chịu luôn. Kìa Minh nó nổi lên quá trời kìa. Bắt kìa đó, chứ mặt con cá nhóc luôn. Tôm nổi gì nè. Minh đây nè con. Đó đó chỗ đây nè. Quá trời chứ. Quá trời cá luôn kìa Cường. Mấy cái đi, cho cái này cái đây nè. Mình lấy rổ vớ kìa. Mình lấy rổ vớ luôn cá lên. Mình lấy rổ rồi con, vớ lên. Trời đừng có lội cái hoàng quá đụng. Ở cá quá trời cá luôn à. Không xuống bắt đi không? Ờ tức thiệt á. cá nó nổi lên trơn không ai bắt trơn. Đây cũng có nè.
Nè nè, con Minh Minh sao chân Minh Minh con còn kìa. Nó nhảy ra một cái là khỏi. Cái này giống như nó lụm cá với bắt cá như vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, mày dám trốn ta. Nổi lần ta rồi. Đó. Mình mới chữ. Kìa kìa cái con. Đây nè. Này vô rửa sạch thôi mẹ. Đó 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 con cá lồng tâm chỗ cái trái dừa. Ừ. Làm gì cá lồng tâm làm gì? Cái đầu. Cái chi? Mày. Ủa cá bự kia kìa. Không có đẩy em với con. Mẹ. Quá trời đi nè. Nè, trong cái vườn con này kìa. Cường. Cường. Kìa. Nhảy. Vui. Ồ, anh tôm đó, nãy giờ tôm nhiều ta. Con bắt nó, nãy nó bự mà. Ồ, đây cá cũng nhiều quá trời nè. Cá bự mà. Đứng chỗ bắt không đi. Cá bự cha. Dớt bắt cá lồng tông lên để chết đó. Đúng. Thôi anh dĩ quá trận kia. Bắt đi. Nhi bắt được con. Kìa chỗ đó con cá bự cho bác kìa. Chắc ngay trái dừa. Con cá phi hay gì đó. Ngay trái dừa đó, ngay chân mình á. Thấy rồi. Có chưa? Nó chém con à nhây. Con gì vậy? Con cá đó. Thôi để cá ra rắc là bà bắt cho mình bắt mấy cá nhỏ nhỏ kìa quá trời kìa. Trời ơi. Con cá đây nè bà. Kìa con cá lóc kìa Minh. Con cá là mới đi dạ kìa bà. Đó nghe cái cây đó. Mới đi dạ cho tài. Dạ. Có cá mới đi dạ bắt giùm con. Cá mới đi dạ. Đó đưa cái đầu lên đó hả? Quá được con tâm. Mò xuống. Trước mặt con á, con rờ xuống đi mà chỉ ở dưới nữa. Mẹ. Ủa nó phải cá lóc không vậy? Gì vậy? Chỗ cây chọc lên á hả? Ở đây quá trời nè. Tụi bảy tụi bảy nữa. Tiếc tiếc cái chỗ cái cây chọc lên phải cá hay gì con? Cái đầu đó là gì? Không phải hả? Tưởng như chơi cá. Ủa cái thằng tông bự kìa. Trước mặt con nè, trước chân á. Bị khúc giữa nè, nó nổi lên đó. Ừ. Kìa con cá lóc kìa. Có cái gì? Mình bắt được cá bự kìa, chụp mạnh vậy đó mới được á. Tao quá đợi đâu mà gặp lội tiêu hết. Ủa sao con cá lóc mất tiêu ta? Chú ý vậy? Cái giường nào của em? Mất con nhỏ của em ơi. Mất con bự hơn nhỏ. Con nhỏ. Không còn khúc nước ở trên cả. Từ lúc đầu mình thấy mấy con, bốn con không? Ờ, cái tao đi là lừa tao.
Con để lại tự nhiên để qua chỗ khác. Để bắt cá ông kia đi. Để con giữ đi đi nè ba. Ba, con giữ dưới đây nè. Đâu? Bắt xong rồi cả sớm ông chưa. Đâu? Cái gì? Cái ông Tông nó nhảy với mình. Bắt đi mình. Mình thấy thấy tên lên ghiền luôn ha. Cái nó không bắt nó làm gì. Bắt đi. Nó nổi lừ đầu hết trơn rồi kìa. Ơi hồn nè Nhi Nhi. Để mấy hồn nè Nhi. Nhi Nhi gọi nè Nhi. Ủa, cá phi nữa. Ồ, cá phi nữa mà vui. Trời ơi, nãy giờ quá trời cá phi luôn. Tôm cũng nhiều nữa ha. Chút cá phi của em ơi. Bỏ hồi đẩy vô mày ơi. Qua phụ nó không em. Nè con nè, cá xuống vô lưới. Buồn nghe khỏe người. Để cháu bỏ cá vô. Kìa cá, cá nổi trước mặt bên kia đó kìa. Ê con cá kìa. Ê cá phi. Cá phi, cá phi. Cá phi còn dữ ta. Quá tệ luôn, che gì hết. Bây giờ hai con rồi đó nha. Trời ơi. Quá tệ luôn. Cá phi cái nó nó còn dữ. Nó văng kìa. Nãy mình thấy cá phi đó đúng rồi. Nãy mẹ thấy. Mình thấy trước. Mẹ thấy. Mà có lại là thấy. Hồi nãy chứ là giống cá một con hi chưa nghe đập xuống ngực á. Đây nè, nó dụng con đây nè Phong em. Nó dụng con trên bờ nè, chỗ cái đuôi lá nè, cá lòng tông hay gì nó dụng lên đó, chỗ đuôi lá dừa á, bên trái á, bên trái này nè, bên đây thôi bỏ đi mẹ, bỏ đi nhìn con đây nè, này nè, nè cũng phải ngay cây nó đi xuống á, đây hả, xích lên. Trời đất ơi, trời đất ơi, cái gì vậy, đâu? Ủa, nó đâu rồi, nó giật đâu rồi. Quá trời luôn nè. Thôi lên lên, đừng có quả nữa. Được rồi. Bộ bộ sinh nhật mà đẩy hai mấy bàn. Ở đâu? Đi lên, đẩy giật bộ đẩy. Đi lên rồi, bộ sinh nhật mà làm hai mấy bàn người vậy? Kiếm con cá rồi. Thôi, nó, sinh nhật mà làm hai mấy bàn. Thôi, nó vậy nhé. Thùng chậm thôi, coi chừng mấy con cá nó nhảy rồi. Trời biết thấy nước nó bắn nó không chứ không thấy nhảy. Đây 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 nè, con này nhảy nè. Bỏ vô. Ăn đi. Coi gì vậy? Gì lát ở tuột cái quần luôn á. Quay bị gì vậy Vy? Mũi chích dưới đó. Ờ, cá quá trời, ba bắt lại kìa. Mấy nó quần cá không nhảy nổi luôn á. Thấy con luôn à. Ừ con cá bự kìa. Năm con, năm con. Lớp gì ơi, gì ơi. Ờ cá rô đó chỉ chích đó con. Cá rô đâu? Bỏ rổ đó. Ủa cá lóc kìa. Ủa gì bắt hay nè. Vậy là chưa mất hết, chưa mất. Vi Vi nhảy nè Vi. Hả? Mi Mi gần bờ nhảy kìa. Đó đó. Quay bên xả nước cho nó xuống ra cá cho lên quay không em. Thả trên kia xả nước ra. Lên cái bờ tốt tỉnh. Vớt ở trên thôi chị vớt. Ôi Di cầm có một tay luôn, cá lóc mà cầm con tay luôn kìa. Nó nhảy vô cái là hú hồn luôn nè. Đẻ đi bà.
rồi, đắt rồi, xong luôn thấy không? Rồi. Chị My nè, chị My. Rồi lên. Ôi chị bận lắm em à. Rồi Nhi có đủ giống à. Từ từ anh, bằng 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 bằng. Trời nó hắc mộ gì luôn á chị. Trời ơi. Cái này là hình cát tiên. Ai làm ta? BTS. Em mới đi nhẹ thôi. Mà đừng quần mấy con cá bây giờ. Trời ơi. Cái đi người ta vô cái mặt nữa nè. Không khỏe. Không khỏe cái mặt nè. Cái mặt đó ơi. Quá rồi. Đi qua kia. Lòng tóc cái con chạy xuống con bự bự đó. Đâu. Con vàng vàng hả? Ủa. Cái con nhỏ xíu bắt chi. Dạ. Cái bự luôn. Ê, con cá bự. Rồi mất rồi. Này mà cá bự. Đó còn nhảy lên luôn. Ôi ôi. Chưa chị Kim. Bùng 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 bùng. Đây, đây từ từ, chị tức giận. Trời, nó có cái mà này. Đây, từ từ. Mình ngửa đường cho ba chị đi. Cái lông tao kìa, nằm kìa. Mở lông tao cho ba chị đi nữa chứ. Ba chị cũng cho mấy đứa. Đi, đi, đi ra, mình, mình. Lùi, lùi. Nhi té luôn kìa. Mình gậy chi tiết rồi. Đó này, đau quá. Nè đây nè. Nè đây đây chỗ này nè. Trời đất con Nhi. Trời 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 trời. Mất tiêu rồi. Nắm nắm tay em lên nha Nhi Nhi Nhi. Tiếc quên. Nghe rồi. Đi lấy dép.
Dạ con thấy tất cả cái dép ở đường nhà mày thấy tôi. Dép đâu rồi? Bọng Nhi lên anh. Dép con đâu rồi? Lẻ lắm. Dép con đâu rồi? Dép bị thất lạc. Rồi. Để đổi rồi. Để cho hơi cho giả lên con. Rồi quay quay lại cậu ba tối rồi quay. Rồi. Cá tôm. Không ghé luôn. Hai đồng là mấy đồng. Hai con cá lóc. Con cá phi. Cá phi, cá phi nè, cá phi nó tự nhiên luôn phải không nó? Mình ờ, cá nuôi phải không? Con là luôn ở đây bắt. Thôi để đây nha ăn đi. Trời. Giờ ăn hết giờ. Ăn hết cái chỗ con. Em vô lấy cái bông cho đám này. Con đi. Chắc được mấy ký cái cá rồi hả? Cầm đi. Cầm đem đi. Trời chưa ướt đem bà bỏ mặn thôi. Mấy cá này cái gì? Cái mè hả? Ừ. Cái mè hay cá trắng? Bông. Cái bông bông. Cái này nè. Cái này cá mè. Cá mè đúng không? Cá mè đúng rồi. Cái này cá phi con này đúng không? Ừ. Cá để nguyên con đi. Rồi cứ qua sói rồi lại lên. Dạ đây, đứng đây nè, cho bé nè, cho bé coi đi. Rồi vô luôn đi. Rồi luôn. Nó lớn rồi, nó đâu có trận cùi được. Rồi. Mình sói cho nó sạch ba cái quần cá tôi rồi cho sao dạt nổi rồi. Ba la. Đi vô đi. Vô đi. Vô đây sạch đã hết, rất mạnh. Tấm thì tấm heo vậy. Ta là con heo, ta là con heo. Đừng đừng sạch đi, quay đừng sạch chứ bạn. Sạch cho sạch bụng đi. Nghĩ cái chà chà như em, hồi nãy tôm nhóc ở đâu rồi? Chà phía sau nó đi. Đây nè, trong cái nồi nè. Tại phía sau rồi. Còn cái này đem nồi. Con em. Con đen. Cái ký à, đi về trước. Ấy kia bạn ơi. Bội thu ha. Chạy cho mình vô. Dư vốn dư rồi. Dư dư rồi. Tôm này cũng nhiều không? Tôm càng nhiều. Tôm cũng bự bự không? Đi vô ngoài đầu cho tụi coi. Nghe không đi. Đây nè, làm phải chỗ đi. Ngồi tí về nhà. Vô con tôm luôn nha. Đi lên cái đầu đi. Ai ai chạy qua đây. Đi. Tôm tự nhiên. Chà vô cái mình á nó mới sạch. Không chà thì nước sao chứ nổi. Này giống chạy nuôi heo á. Mình vô rửa mặt đi con. Rửa mặt. Cậy rửa đỏ đi. Này nước gì? Nước vừa bờ với bờ lại rồi rửa nước sao vậy? Rửa rồi. Đây đây. Lấy tay chà vô. Quỳ qua rửa mặt đi con. Quỳ 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 quỳ. Tí nè. Nó rồi bị gì vậy? Thôi chị. Cúp ống, ông cúp ống. Trời ơi, cái mặt con Minh còn à. Minh vô bà rửa cho. Vô đây nè. Rửa cho Minh. Vô. Vô chứ nó rửa đầu. Trời ơi, ghê. Dạ, ông con kia cho mẹ lẻ lắm. Cái dòng kia lấy đi. Lộn đồ, tôi dạy ra lộn, dạy hết ra đây. Để cái mặt con đi. Nhắm mắt lại. Em quay này là YouTube nó không cho vô nha. Đâu á. Đấy, hài hiếu à. Không, nó còn chua không bằng nước. 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 Nước.